Ngay đi. Giới thiệu với các bác, đây là cảnh lúc 10 giờ đêm của đồng chí Thao, biệt hiệu là Thao chim cu gái hay. Đó. Cuộc sống buổi tối. Đó. Quân viên, những chú chim, những chú bạn đồng hành. Ôi, ôi, bảo vệ à? À, bác Đạt, em đang Thôi, 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 thôi con.